Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào bạn, Mr. Thành. Ok, hello chào các bạn, Mr. Hong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhập Vào Lâm Cuộc Sống Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là buổi tối các bạn. Thì mình cũng đợi hiện tại tình hình sức khỏe là cũng rất đối ổn rồi. Thì bây giờ là trẻ là cùng thầy rồi anh Thành là sẽ đi ra Hà Nội các bạn để được đầu tiên là phải nói thủ tục xin gia hạn cái visa của thầy để được đảm bảo là thầy để lại lấy thêm một ít thời gian các bạn. Đấy, nói chung là cứ gia hạn vậy thôi, cứ gia hạn vậy để cho thời gian con trai thì muốn đi sang bên kia lúc nào thì đi, mà anh em mình muốn đưa thầy đi những cái địa điểm du lịch sau khi khỏe khoắn rồi, muốn đưa thầy đi trải nghiệm một cái số về nông nghiệp hay là những cái tỉnh thành khác. Đấy, thì phải có cần đến visa nha các bạn. Nếu không có visa là sẽ không đi được máy bay và sẽ thành người bất hợp pháp, là sẽ là khi sẽ bị trục xuất các bạn, sẽ bị trục xuất về nước sở tại, sẽ đi về Angola sẽ về được nhưng mà sẽ bị trục xuất. Đấy, giống như kiểu mà các lệnh trục xuất đúng không anh? Lệnh mà. Rồi, đi đi đâu? Xin. Angola. Tem bu bu se avi gia tinh Vinti Diagi. Sau đó ra qua đi Acabo terminando do passport visa. Ok. Agora tem invadido capital para devolver visa novo. Ok, para poder visitar. Yeah, visto no pode ficar mês, pode fazer mais mês, dois meses. Não tem problema. Ok. Se tempo não é depende do passport. Pode fazer demora para ficar bem, depois sair. Não é fazer dois meses para ficar aqui dois meses não. Não. Pode fazer dois meses para ficar aqui só dois dias, três dias, vai sair, não tem problema. Por quê? Quando fazer isso para não pensar bem muito. Se esse acabou, tipo, você depois ele vai apagar esse vamos embora do Angola. Đấy là cái giấy này là giấy phiếu khai báo tạm trú tạm vắng dành cho người nước ngoài. Đấy là đã ghi đây cả rồi. Nói chung là phải đưa hết toàn bộ giấy tờ cũng như giấy tiêm phòng của thầy, giấy tiêm phòng. Đấy. Tiêm chủng vắc xin. À với cái giấy có COVID. À, cái giấy COVID. À đi đi to, à cái li papeli de vacina COVID tâm. Lúc được tao còn tiêu. À lúc còn tiêu cái giấy COVID các bạn này lấy cho đầy đủ cái giấy COVID nữa. Lấy giấy COVID đầy đủ. Và bây giờ là sẽ anh em mình cũng đặt xe giờ 5 rồi. Thì bây giờ lên xe ngủ một giấc là sáng mai khoảng tầm 5 giờ sáng là có mặt Hà Nội. Đó đó là sẽ đi làm thủ tục giấy tờ xong xuôi sẽ quay về là đi một số nơi, một số điểm trường nữa các bạn. Cũng như về sắp xếp thời gian để đi, vì mỗi hôm về là cái thời gian mình nằm viện cũng mất gần một tuần rồi. Nên là cái thời gian này là cái hộ chiếu là mất có anh Thạch là cũng đưa đi được một số nơi rồi. Nhưng mà ba anh em, ba thầy đo đường tăng đi thì nó sẽ vui hơn đấy các bạn. Đấy, nó sẽ có động lực hơn thôi đấy. Đúng là cái chuyện đó là tự nhiên và rõ ràng thôi. Anh nhì là bởi vì là cũng theo mà mình tính đúng bằng trời tính. Hay đúng rồi. Vì là mình về thì được là thầy đi được có 30 ngày là ở tại được Việt Nam. Mà trong đó về thì mình cũng nghĩ rằng là không. Dạ về đi về BBA quả. Vì sự cố này sự cố khác ấy. Dạ cũng là phải là vì sự cố này sự cố khác có nghĩa cái tình huống nó xảy ra để cho nên bây giờ nó rất là hạn chế cái công việc của mình để thầy đi để mà ngắm được. Còn thiếu nhiều lắm em. Dạ ta nghe gì đấy con? Đấy là mần nha bạn, quả mần Việt Nam này cứng và rất là ngon. Esipoluta mần à, ở bên kia nó có gì? Meso. Meso. À meso. Mai có director của meso Esipuyao làm ai cuya. Đấy, để cho thầy ăn thử xem là quả mần này xem có ngon không? Ngon hơn ở bên kia không? Cuyao nào? Cuya. Về đấy là thầy đã thưởng thức rất là nhiều món này bạn. Thì hôm sau là mình sẽ làm một cái series là thưởng thức cái ẩm thực ở đây, ẩm thực vì hôm kia như vậy là cũng đi rất là nhiều nơi cũng không có thời gian này các bạn. Còn đây là hột ca này, ở mình gọi là bánh ca. Cái bánh này làm bằng bột với là trứng gà. Esi pha chế bánh ca. Bánh ca. Bánh ca. Bánh ca. Bánh ca. Bánh ca. Esi fuba com ovo. Fuba com ovo. Mistura. Ok. Mistura depois fazer pequeno, esi depois. Ok, tá bem, tudo bom, vou aprovar. Provei esse, não há muita diferença com a mesma mesmo lá. Sim, sim. É tudo igual. Agora vou aprovar mais esse, que tá misto com ovo. Thì ok các bạn, thì bây giờ thì ngồi ăn hoa quả đây là nghỉ ngơi một tí, chơi xe đến là sẽ tiến hành đi ra thủ đô để làm cái thủ tục gia hạn giấy tờ cho thầy. Vì mình cũng đã trước khi làm giấy tờ đấy
mình cũng đã biết rồi, một tháng là cái thị thực visa này là một tháng là chắc chắn sẽ không đủ được, vì là từ thủ đô về Việt Nam là đi đi lại lại là đã mất một tuần rồi các bạn đấy, còn đi chuẩn bị đi sang là mất gần một tuần nữa, chuẩn bị đồ đạc cái ra thủ đô chơi để bay nữa, làm cái gì cũng phải đạt được, cho nên là sẽ không đủ được, cho nên là phải bây giờ phải đi gia hạn để cho cái thời gian được thoải mái và tạo điều kiện, thay vì là cả cái cuộc đời đấy các bạn, cả cái cuộc đời mới có một dịp về một lần, cho nên là phải để cho thầy đi được trải nghiệm được nhiều nơi, một lần về là một lần rất là khó khăn, không phải đơn giản. Ya, ahora te supera su carro para vamos capital, ya. Ok, muy obrigado. Sí, sí. Ok, bạn, thì bây giờ là hồi sáng như là anh em anh đã, mình cùng thầy và anh Thạch là đã bắt xe từ quê ra thủ đô Hà Nội. Bây giờ là đến Hà Nội rồi, là có anh Vũ Sơn đang đón anh em mình đây. Bây giờ là mấy giờ sáng đấy anh nhỉ? Bây giờ là khoảng tầm 7 giờ sáng nhé. Ừ, sớm rồi. Bây giờ là 6 giờ... 6 giờ 30 hoặc 6 giờ 38 phút. Đấy, đang đi ăn, đưa dẫn thầy đi ăn... phở Hà Nội, phở đá. Phở bát đá. Dạ, đi thôi. Ta sao núm? Ainda não. Falta bocado. Quando o sol aquecer muito, só assim que o sol não vai vai bater na porta. Esse agora vai matar bicha phở Hà Nội. Ok. Phở Hà Nội. Phở bát đá. Esse tem uma banana aí. Pera. Pera. Ele cozinha mesmo aqui. Ok. Cái bát bát đá nó rất là nóng ấy. Nước trong đấy nó sôi luôn. Đấy là lần đầu tiên em đi ăn phở đá này. Pode ser fruta em calda, né? Fruta em calda. Não, ele mete carne com tudo cruz. Ah, yeah. Tudo cruz, depois aqui um banana de água. Mete com medo direito mesmo já. Eu ainda nunca provo. Já vê, mas ainda não come, porque fica sempre do angolano. Suporta de hoje levar direto ao fio também, você vai comer. Quando comer terminar, quando comer não terminar, né? Vamos fazer o comendo já. Tá bem, tá bem. Aí, eu concordo com tudo que vocês estão a planejar. É, oxalá que venha para nós assistirmos a óleo, não? Depois, se nos apetecer comer, vamos comer. Comer mesmo. Diretor, também foi isso, tipo isso, eu também ainda não conheço. Ainda não conheço. Daí lá com... Phở bát đá các bạn, phở bát đá này. Đấy, tại chín làm gâu gân. Đặc biệt. Đấy, sẽ làm mỗi người mỗi tô đặc biệt. Đấy. Phun topping luôn. Topping luôn, phun topping quẩy đây là nói chung là ăn phở Hà Nội thì rất là ngon các bạn. Thì mình cùng thầy là cũng đi ra thưởng thức một số cái món ăn thôi. Cho nên là series sau là sẽ ra những series là đưa thầy đi thưởng thức những cái món ăn ẩm thực đường phố ở Việt Nam. Dạ đi to. Sim. Depois vamos provar tudo de comida aí vender na rua. Tá bem. Vamos lá, vamos fazer mais como. É só provar. Direto, agora você encontra bem na barriga. Agora comer muito. Aí, não, seria mesmo isso a engordar. Mas afinal de contas, a saúde impede uma parte. Mas é normal, vamos engordando. É mesmo assim. Ah, telefone tá onde? Ah. Tá, telefone? O telefone tá aí. Ah, tá aí, né? Tá bom. É. Quero tirar foto? Ah? Quero tirar foto. Ali? É. Não, supera, quando tem comida, né, você tira de mulher, lá da mulher, vigia que... Ok. É, lá, vai, tá lá, bem, né? Tá bem. É. Aí, thưởng thức phở bát đá này, thì lần đầu tiên ấy, em lần đầu tiên mới thưởng thức ấy. Vì đi mấy năm bên kia về chứ được thưởng thức. Nên hôm nay là sẽ ra Hà Nội là sẽ nhân dịp đi làm giấy tờ thầy đấy các bạn. Thì sẽ thưởng thức phở bát đá để xem như thế nào. Đấy, cũng nhìn trên mạng là cũng thấy rất là ngon, nóng hổi. Esse tem banana aqui, ele cozinha. Você quer cozinha que mete, come direito. Ok. Ele sempre ferve. Você vai comer. Sim, mete carne... Crua. Crua. Nhìn thầy đói không ấy? Nghe kỳ là thơm. Là đói nhìn nghe kỳ. Por que escolheram isso aí? Ah, como? Por que escolheram isso e se vocês nunca provaram também? Não, eu vejo o vídeo. Ok. Mas tipo como, tipo uma bahasa de normal, so. Ok. So, ele, my friend, is so banana aí. Ok. Sempre fê vê. Ok. Chắc nó cũng gần có ăn đây các bạn. Đi xe cả đêm đó, bông thầy hình như là cũng ngồi xe cả đêm là không ngủ. Đấy. Con tính nó đâu nó mình đủ cà đồn đấy. Nói cho nó đủ mình. Bố lên em phô ra. Não.
Mẹ ta tới mẹ chứ nà đầu xong nó ta về. Thầy bảo lên xe là không muốn ngủ. Xe cứ lắc lư là không muốn ngủ. Thì hôm sau thì sẽ cho thầy ra trải nghiệm đi tàu cũng được, đúng. Đi tàu cũng được. Trải nghiệm đi tàu. Mình hãy đi. Đi tàu Bắc Nam được không? Không, Bắc Nam thì xa quá. Mấy ngày. Bắc Nam thì xa quá, đi gần gần thôi. Anh bây giờ anh sáng xong đây là đi. Đi ra ngoài chỗ làm thủ tục giấy tờ sẽ sắp hàng và chơi các bạn. Đấy, mong sao đó thủ tục được tiến hành là nhanh gọn và để thầy ở lại là khám phá được thêm đất được thêm để thầy ở lại khám phá. Vừa đưa thầy đi thăm Hà Nội vừa đi thưởng thức các món ngon Hà Nội. Nói chung là phải đi một số cái tỉnh thành, một số cái di tích lịch sử cũng như những cái nơi khu du lịch. Rồi, ok các bạn, bây giờ là phở hoạt đá là ra này. Ui giời. Khô trục dụng. Ui, tiêu dầu. Đấy. Anh đi mấy người ông? Ui giời, nhìn này. Nantes o tres pratos, chega. Anh còn sôi sung sục luôn. Nó có sẽ ghi. Đang sôi sục ấy. Nóng lên, bắt đầu. Đấy, đang sôi sục, sung ấy. Chứ là không phải đúng dạ, gì dạ. Cả, người ta sẽ nướng cái bát này lên. Chỉ cho một điều quẩy. Quẩy em ơi. Quẩy em. Đi đây Tom, tí ra cô mẹ. Vớt gì ra đâu anh đi agora. Em vớt gì ra đây kì. Em vớt gì ra đây. Phở bát đá nha các bạn. Đấy. Thả bánh phở này, yeah. Thả thịt này. Xối trung trục luôn này. Thả rau này. Xối trung trục luôn này. Chúng nông cao thì gặp rồi. Dạ. Không, phải cho thay cho vào cả luôn đấy. Cho vào cái này cả luôn đấy. Không, ăn nếu cho đấy. Được. Cho chín luôn. Cho chín, thay ăn chín đấy. Thay ăn chín. Chín đây, có chín. Đấy. Dạ, agora fica com gel. Essa panela não cose mais nada. Tá quente. Tá quente. Mùi nó bê gà kì chá. Dạ, yeah, nó đã kèm. Mình chưa biết ăn. Bây giờ mình cũng chưa biết ăn cái kiểu thế nào đấy anh. Bỏ vào cho nó chín thôi. Bỏ vào nó chín à? Ăn lên nó bỏ đấy. Dạ, à. Ta muốn tôi kèm thì ở đây đây to. Ăn cho đúng chiếc Hà Nội thì đi. Không có cái thôi, nó gì đâu à. Nó không sôi à? Như này không sôi à? Nóng lắm đấy, cứ cho vào nó chín đấy. À, nóng à. Đây lần đầu tiên mình ăn này. Đấy. À, có bơ húc không anh? Không. Cao, không thay một đũa bao hộp cho tỉnh táo. Tí ra quán cà phê. Tí ra ngoài kia cũng bao hộp cũng được. Ui. Em xin bố đưa mẹ tới nha. Em xin. Dạ quá. Dạ. Bố có lúc ta. Em ra đi. Bây giờ chứ biết ăn cái kiểu gì cho nó. Grande cozido. Đấy cả. É um grande cozido. Sim, grande. De... Vai. Tá aquele limão. Tem que lắc đầu từ nãy giờ, tem que lắc đầu. Yeah. Tá cuia, né? Muito cuia. É sim, põe com água aí. Põe com água. Yeah. Thôi cho vào hết luôn. Cho tất vào luôn. Thích ăn hết thì cho cả vào, không thì ăn đến đâu. Đấy. Lần đầu tiên đấy các bạn, lần đầu tiên mình ăn phở đá đấy. Phở bát đá đấy. Tên bát đá, bát là bằng đá đó. Nó bê gà kì ra đi tôi. Muốn được kênh thì. Đấy, nó đạp vào bê gà. Thơm ngon nhỉ. Thôi, mời cả nhà cùng ăn sáng về, anh em mình cùng thầy nhé. Mời tất cả các bạn. Mời tất cả mọi người nhé. Ôi. Chén chén trong vô vào. Rồi, mời các bạn lắm nha. Vâng. Dạ, mẹ tên. Hito. À, có cái kéo anh nhỉ, sập. Bảo thầy một tay cầm đũa, một cái tay cầm đũa. À, uma esse, uma mão, uma esse. Thầy thấy không dùng được đũa. Pegar as duas. Dạ. As duas coisas. Dạ. Đây đây gáp đến mình thì cứ thấy thôi. Nó sẽ colocar eso, mà no sé si vos. Dạ. Anh khai cho dịch cái khay của thầy ra một tí. À cái khay của thầy ra mình ngược cái. Đúng rồi, không ngược. Còn. Lấy trà đá đấy, tí nữa ăn xong uống trà đá. Để phay khay của thầy.
Nha ta. Nha ta bông, ta bông. Đấy, phở tươi này. Sugar. Phở đang còn tươi này. Như này mới thuận tay. Vào luôn. Quên cái lúc chị đưa vào ngược. Ngược đúng không? Đúng. Dạ, ấp ra. Thôi, mời tất cả mọi người dùng buổi sáng cùng anh em mình nhé. Người. Được không có thật đấy. Dạ, tí ra AC tập ấy. AC AG bên này. AC phong. No, and that what we are is take your finger pronto. Đó. Dạ, đây. Essa comida não vai dar bem bem. Já, tira esse. Sabe por quê? Ah. Não tem nenhuma coisa que vou tapar essa região. Ah, não tem. Como é isso? Thay một cái gỗ này. Para tapar assim. Não problema. Không sao cả. Bảo thầy cũng bỏ đây đấy. Dạ, tí đây chị ạ. Không có được đồ Hà Nội nữa, làm sao không mất được. Ờ, ok. Đây, em này đem xuống này. Vinha que essa para assim. Tá um minuto pra você matar. Já tem sal isso? Já tem. Já tem? Comenda, bebê. Se quer mais sal. Cuida, né? Ah, não, não provei. Ngon nè. Tá bom. Parece que tá bom. Ainda não provei, bebê. Tá bom, thay ăn đồ ở nhà cũng ăn đồ bình thường. Dạ, xin tá bom. Tá quente. Não, come quente. Sim, come quente. Come quente. Ngày sau bảo sao ăn nóng như vậy. Thở thì nó nóng. Bật tí quạt lên. Mùi hết. Bật quạt lên nó mùi. Quạt lên ra rồi. Bát này nó còn nóng đến 30 phút. Mùi hết. Quẩy. Dạ ta ký. Kêu. Bê gai xì mê tê. Quẩy đi. Dạ. Đây. Giờ hãy đi tính mỗi là công hoa quần. Bạn đặc biệt này ăn là nó no luôn. Cadê treinar? Tá mal. Não, mete sua assim, ele molha com água, tá bom? Ok, các bạn, thôi này, chưa ăn sáng xong xuôi rồi, bây giờ đã uống trà đá vỉa hè ở Hà Nội. Đi đi thôi. Chà. 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 Para criação de peixe. Não, esse é para ele sair. Peixe, ou então para fazer natação ali, nadar todo dia, no fim de semana. Você está aqui em espera para. Angola continuava com a guerra até 2002.
no tengo ainda melhorar a cidade eliminar as poeiras. Agora aqui teve liberdade de não fazer mais guerra e continuação de construção. Fizeram tudo por tudo até hoje, não há mais nada cobrido aqui. Anh phở bạch đã xong ra khu vực ta đã vì hè rất thỏa mãn mua ở thời điểm này Hà Nội ngày hôm nay vẫn còn mát cái hoàn ngày mai ngày kia nhưng mà đâu mình nặng lắm người ta đang kéo trai kéo lại đây à bao nhiêu bây giờ là từ bên kia đang kéo trai kéo lại để bắt cá đấy các bạn. Sau đây bôi vải làm về